tuổi rồi, trải qua mấy mối tình? Đầu lại thì hai mối tình. Dạ. Còn không động lại có 20 không? À thôi là gì? Đó, đâm lại cảm thấy mình đêm mà vẫn nằm mơ thế á. Trời ơi. Và bây giờ mời bạn nữ bước ra sân khấu. Em chào. Mời bạn nam. Rồi, chào em nè. Mời đi bạn. Rồi, chúng ta sẽ nghe hai bên giới thiệu về mình ha. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu trước. Dạ, em tên đầy đủ là Nguyễn Hồ Bảo Ngân. Em phân phối mỹ phẩm cho công ty Amway Việt Nam ở Đồng Nai và Hồ Chí Minh. Còn bạn? Em là Đoàn Viết Mục. Hả? Em tên là Mục. Hả? Đoàn Viết Mục. Đoàn Viết Mục. Quê em đâu quê mà? Ở Thái Bình chị ơi. À. Em thì đang làm về kinh doanh quần áo trẻ con, sản xuất và buôn bán luôn. Ủa, hồi nãy em nói là em làm ở vừa thành phố Hồ Chí Minh vừa Đồng Nai là sao? Em đi lên đi về mỗi dạ, ngày. Dạ đúng rồi. Sài Gòn Biên Hòa chẳng lẽ chưa có anh nào anh vớt dọc đường? Dạ, khi em mới giao tiếp á, mà có những cái mà em thấy chưa hợp á thì em sẽ để một cái ranh giới rất nhất định. Mình cũng có tuổi rồi, mình phải hạ cái tiêu chuẩn mình xuống một tí. Anh không thích các đường dìm hàng đó nha. Đâu có đâu, em đang tư vấn cho bạn gái. Cô gái không bao giờ có tuổi. Chỉ đàn ông có tuổi thôi. Cô gái bên kia chắc chắn là rất dễ thương, bởi vì làm mỹ phẩm bao giờ da nó cũng đẹp hết trơn á. Còn cái mấy người may suốt đêm ngồi hoài da nó mới xấu. Mình nâng người ta lên, mình để từ từ người ta tự nâng mình. Bây giờ hỏi là 34 tuổi rồi, trải qua mấy mối tình? Nếu mà để lại đầu lại thì hai mối tình. Dạ. Còn không động lại có 20 không? À thôi là gì có. Đâm lại cảm thấy mình những giờ trong giấc mơ mà họ hình nó vẫn còn âm hưởng là đêm mà vẫn nằm mơ thế á. Trời ơi. Nhưng mà lý do tại sao mình chia tay vậy? Cá tính, người ta lo cho gia đình nhiều hơn, thế là người ta quyết định người ta đi xuất khẩu lao động. Người ta không cho mình vướng bận cái gì hết. À, tức là tự người ta chia tay đúng không? Dạ. Hiện tại bây giờ vẫn còn mơ hay là mơ bao lâu rồi? Hết rồi chị ơi. Hết rồi hả? Dạ. Dạo này mơ thấy gì? Mơ làm sao mà nhanh giàu chị ơi. Trời ơi, bây giờ phải có vợ đi rồi hay đồng vợ đồng chồng mới nhanh giàu, chứ có một mình khó giàu lắm. Thì bao nhiêu người ta khuyên em vậy đó, thành ra em phải chạy lên đây đó chị ơi. Thì bây giờ nếu gì được là bao lâu mình tiến tới hôn nhân được nè? Gia đình cũng út thép lắm rồi. Chừng cuối năm nay, không thì qua năm. Rồi, để hỏi bạn nữ nè, bây giờ tiêu chuẩn tìm bạn trai sao? Thứ nhất á, là một người á, là phải có lập trường, phải có chính kiến và phải tự lập. Thứ hai nữa, phải có bản lĩnh của một người đàn ông. Em không thích người đàn ông nhu nhược. Và tính em á, thì là tính nóng, thì có thể rằng hiểu được mình dung hòa và mình nhường nhịn nhau. Chứ khi mà em nóng rồi cái hai bên nói thì nó sẽ không ai nhường ai. Một người nói phải có một người dạ, nghe. Dạ đúng rồi chị. Nãy giờ anh nghe rõ không anh Ngoạn Mục? Dạ em nghe chị ơi. Anh nhận xét như thế nào về những cái tiêu chí mà bạn gái này đưa ra? Anh đạt được khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ thì nếu mà nói là tiêu chí của cô ấy thì em được chừng 80%. Chỗ nào đâu anh nói thử nghe. Em vào Sài Gòn từ năm 18 tuổi, năm 16 năm là em tự lập và tự đi học, tự đi làm. Đồng ý. Tự nuôi mình. Em có một xưởng làm may, cần cái sự mà bản lĩnh thì phải có. Rồi còn cái sự nóng tính em cũng chỉ ở mức độ vừa thôi, không nóng tính lắm. Anh có điểm xấu gì không? Nặng về tình cảm. Anh tình cảm là sao? Dạ, em là người hay lo cho gia đình. À vậy được, tưởng đâu đang đi chơi với bạn gái, bạn cái cũ gọi nặng tình cảm chạy đi rồi chết luôn. Có cái điều gì bạn tối kỵ với người bạn nam? Em tối kỵ người bạn nam á, thứ nhất đó là để móng tay dài. Thứ hai nữa là ngồi mà lắc chân là em không thích. Ví dụ như ngồi nói chuyện mà cứ rung đùi là em. Với lại có cái nữa là đừng có bị mùi cơ thể. Sao mấy cái này cũng hình như ai cũng khó trên. Ngồi cứ như vậy nè. Xè cái tay ra coi. Tại sao để móng tay dài? Có mỗi một ngón này thôi chứ đâu. Để làm cái gì cái ngón đó? Thì nhiều lúc nó ngứa tay chẳng hạn. Chủ yếu có mỗi có nhiệm vụ đấy thôi chị ạ. Chứ em ghét để móng tay dài lắm. Nó nghe nè anh. Anh ngửi mùi anh. Các thường ngửi mùi hay lắm. Không ngửi được, đâu được. Là dính mùi đó đó. Dở đôi giày ra còn có hôi không? Thì đó định hỏi vậy đó. À không, cái đó chưa. Nó mở rồi coi. Thôi nó bốc mùi lên kỳ lắm. Không có. Bây giờ em có cái gì đâu ngại. Đưa lên. Có cái gì đâu anh cái gì vậy? Đúng rồi. Chuyện bình thường. Không mà nó nghe thường. Nè, thấy hơi ốm một chút. Gì mà ốm gì? Hơi vậy ốm. Vậy là vừa đó. Ốm em không ngại, ốm là nuôi cho nó mập được. Nhưng mà sợ ốm mình sợ yếu thôi. Có yếu không? Không.
Không yếu thiệt hả? Dạ thiệt. Có tập thể dục thể thao gì không? Có. Tập gì? Ví dụ bình thường chạy ra chạy vào vậy thôi chứ em không phải đi tập xà thực thiết được không? Chạy ra chạy vào đâu? Ví dụ chạy bộ chẳng hạn gì đó chị. À, chạy đâu? Thì ở quanh nhà gì đó. Nhà bao lớn? Quanh đường quanh xóm. Vậy chạy thì có la hét gì không? Hát hò gì không? Có. Có luôn hả? Vậy chạy rồi hát gì? Có gì đâu. Hát gì? Thì hát những cái gì để cho nó bờ đời nó vui. Đâu bây giờ hát hát thử một bài tặng bạn gái tặng mọi người luôn coi. Nắm tay nhau không vừa chạy vừa hát tâm, không chưa sáng vừa chạy vừa hát thì giờ ta vừa chạy vừa hát nhưng mà chạy thì hát cái giọng nó không có kể đó thì em cứ chạy xong hát vậy coi cái tình hình nó sao có khỏe không rồi 1 2 3 bắt đầu chạy nắm tay nhau trên đường tương tâm vui cả ngày tháng bước chân chưa ghi lại đôi ta yêu nhau ngày ấy tóc em xanh vì anh mắt em vui vì em chung bước vì yêu biết em yêu anh nhiều đôi khi anh hay lạc lối ngược lại để đó đưa anh quay về cùng em trong đêm mịt tối mắt môi xưa còn đây chiếc hôm nay vụt bay bay xa tầm tay quá dữ được rồi tôi thích anh rồi đó được đó không thích điều gì á phụ nữ em không thích người con gái lời gạt quá đừng có làm cái gì mà tô mình quá ví dụ mình lùn đừng cứ lên đi chấp cao em không thiết kế mình ra đi chấp búp bê trông chứ thôi hơn đúng thà là mình xấu được. Tự nhiên còn hơn mình đẹp cải tạo nha đàn được. Trai cũng được lắm nha dễ thương lắm luôn á gái coi dạ trời em anh. Thật sự mà nói đó 70-80% đàn ông ngồi là nói chuyện rung đùi rồi anh có rung tại sao vậy anh cũng có nữa mà có theo một nghiên cứu khoa học mới á những người rung đùi có theo khoa học tâm lý xã hội thì cái sự rung đùi đó nó thể hiện cái tính mạnh mẽ của người đàn ông đặc biệt là sinh lý cái này là em mới nghe anh Quyền Linh nói thôi đúng không chị Cát Tường anh mới sáng chế dạ đúng rồi không có là cái, em chưa hề nghe công bố cứu đi có phải không nói thật sự còn mấy người ngồi không rung đùi là nói chừng nó yếu yếu à vậy là cái này để tính sau anh tính sau ha rồi vậy, cặp này ổn rồi đó anh ổn bữa nay em có đi với người thân không dạ có ạ em đi với mẹ với lại cô chơi thân với mẹ với em gái dạ chào cô cô lên cái chương trình này là lần thứ hai dạ lần thứ nhất là ghi hình con gái út của cô là cháu Bảo Ngọc đây thôi trời ơi dạ thì cô thấy bạn nam này cô quan sát nãy giờ cô thấy cháu là ok cô cảm ơn cô nhiều dạ, cảm rồi cô. Hỏi em nè em gái tình yêu thế nào rồi dạ tụi em vẫn là bạn bè bình thường anh có dạ. Yêu nhau trong câu lạc bộ của bạn quen hò không dạ thì hôm vừa rồi là chương trình có off like ở vườn xoài thì em cũng có tham gia cũng có đang tìm hiểu một bạn trong nhóm luôn à yêu chéo đó đúng không dạ ví dụ yêu chéo này là đám cưới nhanh hơn là bấm nút nữa đó dạ. Em cũng hy vọng là vậy có cái tin vui đó là cô sẽ mời hai cháu tại vì cô rất là thích cái chương trình này cô nói với những người chung quanh cô là nhà nào mà còn ai ế là phải tìm đến chương trình đó cảm ơn cô chúng ta sẽ hỏi gia đình của bạn trai em là cháu của cậu Mục cậu Mục của em thì là một người sống rất là gia đình sống có tình cảm nói chung là để làm một người chồng là ổn à dạ bây giờ quan trọng là để cho hai trẻ gặp mặt đó mà nào kéo màn lên chúng ta có 2 phút trò chuyện mời hai bạn chào dạ mình. Em chào anh một cái này thì được. Dạ rồi, cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà gửi tặng anh. Em có một số câu hỏi em hỏi anh nhé. Cảm ơn. À, mặt anh sao ngại vậy anh? Anh có căng thẳng lắm không ạ? À không. Dạ, anh có phải là một người đàn ông gia trưởng lắm không? À không ạ. Nếu mà nói cái câu gia trưởng thì người ta thường thường nói quy về người Bắc nhiều. Nhưng mà tớ thì sống ở đây 16 năm rồi. Cái tính nó cũng bớt đi rất là nhiều. Với lại tớ sống là người thiên về tình cảm nhiều. Dạ. Thành ra là tớ rất thích là chia sẻ với mọi người và kể cả với bạn. Tớ với ai? Tớ là sao nhỉ? Ở đây ai là tớ? Anh với em. Anh. Cho nó ngọt ngào. Dạ. Nhớ nha tớ nha. Anh có quan trọng cái việc ở quá khứ không ạ? Ví dụ như mình cứ nhai đi nhai lại cái chuyện đó hay là như thế nào? Dạ thì anh thì không phải dạ, là như thế. Dạ là sao? Kệ cứ dạ, thằng ông sợ vợ chuyện bình thường.
Anh không phải là người như thế. Anh là người sống thoáng lắm, qua là qua luôn, chứ anh không bao giờ anh để bụng. Dạ, thì em là một người á, là người mẫu người phụ nữ hiện đại, chứ không phải là một người phụ nữ cho gia đình. Thì vì em thích gọi là đi ra bên ngoài nhiều hơn. Ít khi nào mà em ở trong nhà mà giống như là việc nội trợ, mặc dù là mình cũng biết chút chút việc nấu nướng, nhưng mà thật sự ra là em thích đi ra bên ngoài. Mình là người phụ nữ hiện đại, mình phải lo mọi như về tài chánh, về giao tiếp, về mối quan hệ, tất cả mọi cái mình đều phải xây dựng. Và em không có đặt nặng phụ thuộc vô người đàn ông nhiều khi mà mình ỷ lại. Tánh em là như vậy. Anh có đồng ý như vậy không? Thì trước thì là anh tức là vợ anh sẽ về đi ngoài làm, còn anh ở nhà nấu cơm. À, dạ không. Dạ không anh Huỳnh Linh, em có ý đó. Không, thí dụ vậy. Em đi ra ngoài nhiều thì thí dụ như là anh ở nhà phải nấu cơm thôi. Dạ đúng rồi. Chuyện bình thường. Dạ. Anh thì được một cái là tự lập cao, thành ra là từ thời bé giờ chỉ đi giả sử như một bữa cơm gia đình 5-7 người ăn, tớ nào anh làm được hết. Rồi vậy khỏe dạ, rồi. Nói mày thôi chứ đâu phải là ngày nào cũng đi đâu. Dạ. Ít nhất tuần em phải ở nhà nấu cơm bữa chứ. Dạ đúng rồi ạ. Rồi anh có những cái câu hỏi gì anh hỏi em không ạ? Thì em nhìn anh thế nào? Anh là người hơi mộc mạc một tí, chân chất không có quá gọi là màu mè. Vậy là được rồi. Dạ đúng rồi. Còn hỏi câu gì nữa không? Khi mà em đưa ra một cái gọi là cái list gọi là lý lịch thì em cũng tò mò lắm. Về nhà thì cũng hồi hộp, không biết chờ đợi đến ngày hôm nay là như thế nào. Dù sao thì em cũng rất là cảm ơn chương trình và cảm ơn em đã có mặt ở đây và rằng là đã cho hai đứa có một cuộc trò chuyện như thế này. Cảm ơn em. Hết thời gian. Dạ, cảm ơn. Nào. Chúng ta hãy tự đưa ra quyết định sau 3 tiếng đêm. Suy nghĩ thật kỹ nhé, lắng nghe nhịp đập của trái tim mình xem có thổn thức gì hay chưa. Rồi hẳn quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Các bạn không bấm nút ở đây, nhưng mà chúng ta sẽ có những cái buổi offline để chúng ta có thể có cơ hội nhiều bạn hơn nữa. Bởi vì trong câu lạc bộ của bạn Nguyễn Hòa rất là đông đối tượng, và chắc chắn chúng tôi sẽ tạo cơ hội cho các bạn điều đó. Hai người đều rất là dễ thương, rất là đáng yêu, nhưng mà họ chưa có đồng ý hẹn hò với nhau. Vậy là tạo thêm nhiều cơ hội cho tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Hãy tham gia vào fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò để mà kết bạn với hai bạn. Và đây tôi xin gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc cho hai bạn sớm tìm được hạnh phúc của mình nha. Dạ em cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Mình có bao nhiêu mối tình ở trong này rồi? Dạ em chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào. Bên đây cười mỉm chi liền, nghe nó chưa mối tình là phải. Phải lắm. Và đôi khi là mắt chưa chạm mắt, tim chưa cùng nhịp đập, chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm những cái điều đó. Bởi vì nhiều khi ông mai bà mối cũng đã làm hết sức rồi. Anh chàng rất dễ thương, cô gái cũng rất đáng yêu. Ai cũng dễ thương nhưng cả. Mà họ lại không có chạm được trái tim của nhau thì mình cũng đành bó tay thôi, mình phải chịu thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm điều đó ở cặp đôi thứ hai. Mời quý vị cùng theo dõi. Hạ màn. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Thôi, bạn nam giới thiệu mình đi bạn. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và toàn thể các bạn. Em tên là Trần Xuân Bích, hôm nay là em 28 tuổi và em ở Bình Định. Làm nghề gì? Dạ, em làm bên đèn LED. Đèn LED? Dạ. Là bóng đèn á? Dạ, làm mấy các màn hình LED. À, màn hình LED đó hả? Dạ. Rồi, bạn làm ở đâu? Dạ, em làm ở Tân Bình. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Em tên là Nguyễn Thị Lắm, em 27 tuổi, em đến từ Bình Định ạ. Bình Định luôn? Dạ. Hiện nay bạn làm công việc gì ở đâu? Dạ, hiện tại thì em làm kế toán quận 5 á chị. Mình có bao nhiêu mối tình ở trong này rồi? Dạ, em chưa có mối tình nào. Sao vậy? Tại vì một phần là cái môi trường làm việc của em á, đa số toàn là nữ không mà chị. Lại em cũng hay đi chơi bên ngoài mà toàn bạn nữ không à. Nên là mình cái thời gian mà mình gặp bạn nam chung nó cũng hạn chế. Tụi em đi chơi đâu mà toàn nữ không? Cuối tuần em đi cà phê với bạn. Cà phê, trong quán cà phê, con trai thiếu gì? Mà tụi em con gái toàn rú nhau đi không à. Thì mình đi với con gái là cho nó có tụ rồi mình ngồi mình phải đĩa qua đĩa lại kiếm chứ. Được rồi, bây giờ muốn có bạn trai lắm chưa? Muốn lấy chồng chưa? Dạ chồng thì cũng muốn nhưng mà sang năm rồi chị. Trẻ mà cần gì đâu, từ từ bình tĩnh, chưa có mối tình nào. Bên đây cười mỉm chi liền, nghe nó chưa mối tình là phải. Phải lắm. Có mối tình nào chưa? Dạ em thì chính thức được một mối tình, còn râu ria thì cũng được. Râu ria là sao? Nó rơi rụng quá chị.
Lâu đi từ quá trời hả? Mà cái mối tình chính dạ, thức là... Dạ không, cũng muốn 2-3 mối tình gì đó rồi. À, chia tay lâu chưa? Dạ, được 3 năm rồi. Thôi bây giờ mình nói đi, mình tìm người yêu thế nào, làm vô luôn đi. Em không quan trọng về cái ngoại hình cho lắm. Nhưng mà ví dụ như mà mình nhìn vô thì được phải có một cái đó thì có cảm tình. Có nghĩa là cái khuôn mặt phải có hậu. Không cần cao quá, mà cũng đừng có nên lùn quá. Dạ. Có con nghề nghiệp. Bạn gái bên kia, bạn đi tìm người yêu của mình như thế nào? À, dạ em yêu cầu mỗi bạn nam là có mình có tính lập trường, mình có tính cầu tiến. Rồi. Lại ngoại hình thì cao hơn em là được rồi. Em cao mét mấy? Dạ em có mét 55 rồi anh ơi. Rồi khỏe. Dạ đủ đủ. 56. Đủ đủ gì nữa. Rồi gì nữa? À, với lại biết chăm sóc bản thân mình một tí. Rồi, bên đây cũng chăm sóc kỹ lắm. Mình có những cái điểm mạnh với điểm yếu nào? Dạ, ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình. Bên cạnh đó thì về phần nhược điểm thì mọi người nhận xét em là hiền quá, là dễ bị bắt nạt á chị. Với lại em dễ tin người, còn xỉn vô thì em nói nhiều xíu. Xỉn vô hả? Dễ tin người mà còn xỉn nữa, còn hay xỉn lắm hả? Dạ không, tin lâu lâu mà chị, lâu lâu mình vui bạn bè á. Uống nhiều mà xỉn? Dạ uống có 1 lon à. Mấy? 1 lon. Uống 1 lon mà xỉn? Dạ. Bạn có thấy mạnh thấy yếu gì không? Em nói điểm yếu trước đi, rồi. Tại điểm yếu nó nhiều vậy nói. Rồi. Cả em thì em dễ tin người. Giống bên kia. Dạ. Hai người tự tin nhau hai luôn. Hai nữa là em khi mà đi chơi với bạn bè á thì hay ít khi mà dừng giữa chừng á, hay bị bạn bè nó rủ rê đó. Thì ở nhà là cũng nghĩ là kêu bạn bè nó rủ đi á thì ra cũng ngồi uống vài lon nói chuyện rồi tao về. Ở nhà nghĩ là dễ nhưng ra ngoài là bạn bè nó rủ rê là không đi có thể sáng luôn lại được. Nói chung là dễ dụ. Dạ. Điểm mạnh là gì? Nói chung là em biết chơi thể thao. Chơi thể thao? Dạ. Hèn chi tướng Mỹ quá. Chơi môn gì bạn? Em chơi đá banh chị. Bao lâu đá 1 lần? À, tuần thì khoảng 3-4 trận. Trời, tuần mà đá 3-4 trận là dữ lắm rồi nha. Đá 3, khỏe lắm à. 4-5 trận, 3-4 phút á. Giỡn hoài. Bạn không thích điều gì ở người bạn trai? Dạ em không thích ở bạn trai điểm là gia trưởng. Với lại đàn ông mà có tính đàn bà quá em cũng không thích. Không đá banh không nên nổi đâu. Cũng tính đàn bà lạ lắm nha, đàn ông tính đàn bà lạ lắm á. Trời ơi trời, gì đá banh từng 3-4 trận đó hả trời? Trận 3-4 phút thiệt luôn hả? Đâu, trận phải tiên rưỡi á chị. Chạy nổi hả? Em tiền đạo chủ lực mà. Tiền đạo chủ lực? Lừa dài thử dài dùng banh cho tôi coi coi. Cũng lừa dạ. dài cái tôi coi. Không coi. Có banh sao lừa chị? Ông tưởng tượng có trái banh trước mặt ông lừa cái chân móc coi. Giờ sao muốn vợ không? Dạ muốn. Nhanh. Lừa sao chị? Thì đó, ví dụ tưởng tượng như trái banh trước nè. Ông ấy bỏ cái đó xuống làm trái banh. Rồi Xuân Bích dẫn bóng đang tiến tới, dẫn qua một cái thủ, hai đối thủ sàng qua sàng lại đi. Dạ rồi chị. Gì có chút xíu vậy sao giành được banh? Dạ giải như kỹ thuật nó điêu luyện rồi chị. Rồi một trận nó đá 3 phút mà. Ngoài cái đá banh ra còn thấy mạnh gì khác nữa không? Rồi ngồi xuống đi. Được rồi, vậy hiểu rồi đó. Em biết hát. Hát gì? Em hát bolero. Là mạnh đó phải không? Chắc không? Đúng bình thường rồi chứ không có mạnh lắm. Rồi làm thử một khúc coi. Em chỉ hát bài Không Bao Giờ Quên Em. Rồi. Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao em. Ngày nào mới quen nhau vì chung hướng đời mình trót trao nhau nụ cười. Và tình yêu đó tôi đem ép trong tim, dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình, tôi cũng không bao giờ quên em. Được. Cái này mới thấy mạnh nè. Đây là thấy mạnh. Y quá à. Bạn có cái điểm nào bạn không thích ở người phụ nữ không? Dạ em không thích người phụ nữ hay giận hờn. Sơn móng tay móng chân. Ta sơn mắt mới vậy. Đó chị tượng sơn đó. Ủa? Tại vì em là xuất phát là ở quê. Nên thành em cũng muốn người nào mà chăn chắc hiền lành hay là anh mặc mộc mạc giản dị ở quê á. Hay tin người nữa phải không? Dạ. Rồi, đi. Điểm mạnh hát bolero, điểm nhẹ đá bóng. Trời ơi. Cười tươi quá trời em. Nãy giờ em nghe hát em có cảm nhận gì cái giọng của anh ấy không? Hay quá anh ơi. Hay ngọt ngào ha. Hay quá luôn. Yeah. Em tưởng tượng người kiểu ảnh sao? Em nghĩ là mê thể thao chắc là cũng cao hơn em nhiều. Chứ lại tướng tá thì cũng vạm vỡ. Vạm vỡ lắm. Tướng vạm vỡ lắm. Này em đoán đúng đó. Nhưng mà hình mẫu lý tưởng của em là như thế nào?
một cái hình mẫu mà giống ai đó, có thể tưởng tượng không? Dạ, hình mẫu của em thì giống như anh Đan Trường được rồi chị, anh. Sao trốn em ở anh luôn vậy? Hình mẫu của em giống Đan Trường vậy chị? Kêu mình chị chạy qua đây luôn. Đan Trường hả? Mày em nhúc đang nằm quá anh. Mày đang nằm mà, thiệt hả? Rồi thôi vậy được rồi đó. Hôm nay mình đi có người nhà đi theo ủng hộ không? Chị. Có chị gái em, có đồng nghiệp em và bạn cùng lớp, bạn cùng phòng với em. Dạ em chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường. Dạ, chào quý vị khán giả có mặt ở trường quay. Em tên là Kim Phụng, là chị gái của Lắm. Hôm nay đến đây là ủng hộ cho em gái tìm được ý trung nhân của mình. Dạ. Dạ. Chị thấy anh tiền đạo bên bển sao? Dạ, em thấy em trai này cũng hiền lành, chân chất, dễ thương. Chắc là Lắm ơi, em bấm nút hẹn hò cùng anh ấy nha. Rồi, vậy là chị này khoái đá banh, tiền đạo chủ lực. Bích, bạn có đi với ai không? Dạ, em đi với chị con bác ruột, chị Thành. Chị con bác ruột. Dạ, alo, em chào chị Cát Tường. Em chào chị anh Quyền Linh. Bây giờ hai người chào tụi chị rồi nha. Coi là giới tính thôi sao. Em thấy chị gái bên đây cũng dễ thương. Bạn bên kia có cái tật xấu gì không? Có. Nói nhiều. Ủa vậy hả? Ừ. Chết. Nãy giờ nói không đâu có nhiều lắm đâu ta. Khiêm tốn á. Có cái gì nữa không? Nói luôn đi rồi chị em phụ nữ. Không được cái có cái dễ thương. Cũng hiền lành lắm. Rồi thôi vậy là được rồi đó. Tốt hết á, chỉ có cái tội nói nhiều thôi. Rồi kéo màn lên. Người đàn ông lực lưỡng nào vạm vỡ tiến về phía trước. Chào anh ạ. Anh có món quà tặng nha. Dạ em cảm ơn ạ. Khoan, đứng đó. Em thấy sao đánh giá người đàn ông trước mặt vạm vỡ không em? Đứng đó đi, đứng đó cho ta coi dáng coi sao mắc cỡ gì đâu kệ. Anh đừng có chỉ nhục em nữa. Tướng em cũng đâu có gì đâu, không có gì hết, để con người bạn gái cảm nhận rồi đó sao. Nói chung là ngoài cái trí tưởng tượng của em, tại hồi nãy em vẫn nghe là anh này mê đá bóng á. Em cứ tưởng là cao mà vãm vỡ lắm kìa. Messi hay Neymar đá bóng cũng nhỏ nhỏ còn vậy anh. Đúng rồi, đâu có sao đâu. Nhỏ vậy luôn lách mới dễ. Nhưng cảm nhận dễ thương không? Dạ cũng dễ thương. Nụ cười dễ thương đâu, nhìn nụ cười bình định coi. Nụ cười bình định mà nhiều người ta nói nụ cười bánh hỏi lòng heo á. Dạ. Đó chưa, dễ thương chưa, đặc sản bình định á. Thôi được rồi. Cảm nhận về bạn nữ như thế nào? Thì cái quan tâm đầu tiên của em là phải là người con gái bình định. Thứ hai nữa là có điều kiện, nhiều người đeo kiến nhìn rất là dễ thương. Em đeo kiến dễ thương mà không? Đúng rồi. Là sao, thích đeo kiến hay không thích đeo kiến? Em thích đeo kiến. Hên quá, nãy quá chị ơi. Hên quá. Nãy giờ không có đeo kiến, nàng ghi hình cho đẹp mới quay qua nhìn mặt em mới đeo kiến vô đó. Anh còn gì muốn hỏi em nữa? Ví dụ thành vợ thành chồng rồi là theo em là ai là người giữ tiền? Thường tôi thấy con gái hỏi câu này không, bữa nay tôi thấy ông này hỏi. Trả lời đi em, trả lời thiệt bụng nha. Em nghĩ là con gái mới giữ tiền là tốt hơn ạ. Chính xác. Anh cũng vậy đó. Anh hỏi thách đố người ta hả? Anh hỏi thử người ta dám nói không chứ gì. Trời ơi, đàn gái tôi mạnh mẽ lắm mà. Mà anh hỏi đi, hỏi cho này hai đứa lấy nhau ai đẻ. Rồi bây giờ một câu tỏ tình với nhau. Thật là lãng mạn nào. Trong rất là nhiều người đăng ký chương trình đến đây thì vô tình thì anh lại được gặp em, thì đó là một cái duyên. Nếu mà có cơ hội thì nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu với nhau nhiều hơn. Biết đâu sau đó, biết đâu trong cái duyên đó nó còn có chữ nợ nữa, thì sau này chúng mình đến với nhau thì sao? Dạ. Rồi vậy được rồi. Nào chúng ta có sẽ 3 tiếng đếm, các bạn quyết định. Suy nghĩ thật kỹ, lắng nghe cảm xúc của mình, trái tim của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng sự đồng ý và hẹn hò của hai bạn. Hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhịp đập của con tim. Những chiếc vé mời xem phim gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh trên các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Hai bạn nắm tay nhau đi. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ bảy và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Bạn nam có bụng bia hay là bị hói? Mức độ anh Quyền Linh thì được. Cao 1m55 trở lên, có một nụ cười duyên. Em không biết là có duyên hay không nữa.
Mời bạn nam. Rồi, xin chào. Ngồi đi em. Mời bạn nữ. Bạn trai giới thiệu về mình đi bạn. Dạ, em xin chào mọi người. Em xin chào anh Quyền Linh chào và em. Chị Cát Tường. Và chào bạn gái bên kia. Em tên là Lê Đức Trung. Hiện tại là em 24 tuổi và em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Quê gốc của em là ở quê Thái Bình. Em làm gì? Nhân viên y tế ạ. Y tế? Dạ vâng. Ủa nhưng mà nhân viên y tế tức là em là bác sĩ, y tá. Em là y sĩ ạ. Mình làm việc ở đâu em? Em làm việc ở Di An, Bình Dương vậy ạ. Rồi, mời em dạ. Gái giới thiệu. Xin chào mọi người trong trường quay. Chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh cùng bạn trai bên kia. Em tên là Hồng Nhung, năm nay em 22 tuổi. Hiện em đang là nhân viên bán hàng tại showroom bán hàng thời trang chuyên về mông góp. Thì em đang sống ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh và quê của em là ở Tiền Giang. Cũng hơi xa nhau đó, bạn trai nhắm là mình sẽ hẹn hò như thế nào đây? Nếu mà trong cái thời gian mà mình hẹn hò ấy, thì có thể là mình tranh thủ vào cuối tuần hoặc là những cái nào ngày lễ là nghỉ. Cuối tuần thì cũng có thể, tại vì cuối tuần thì em cũng được nghỉ, em không ngại vấn đề đi xa. Anh thấy đó giờ các cặp vợ chồng với nhau thường ít ai ở chung xã, chung huyện lắm quý vị. Khi nào ở chung tỉnh luôn, thậm chí tỉnh này lấy tỉnh kia, ở đây lấy nước ngoài, ở ngoài lấy Việt Nam, cái chuyện nó không sao cả. Vấn đề chúng ta có yêu nhau hay không thôi, ha, tình yêu đủ lớn hay không thôi. Rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Tính tình của em là vui vẻ, em có thể truyền cảm hứng vui vẻ cho những người xung quanh. Cũng biết nấu ăn, cũng có biết hát một chút, cũng biết thêu thùa may vá và có thể lo lắng được cho gia đình. Về khuyết điểm của em thì nhiều khi em cũng hơi thẳng tính, với lại có chút nóng tính mà đôi lúc mình không có kiềm chế được bản thân mình á. Rồi, bạn trai bên kia, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm là em biết nấu ăn ạ. Làm việc nhà thì em cũng biết làm. Trong công việc thì em là một người làm việc tới nơi tới chốn. Em không bỏ dở việc giữa giang, giữa chừng. Em cũng có sở thích như là trồng cây hoặc là trồng hoa lan. Em ở Bình Dương với ai? Hiện tại thì ở Bình Dương thì em đang sinh sống với lại anh chị em. Về tình trường, em gái có bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình chính thức thì em cũng chưa có quen ai hết. Tại vì đi học xong rồi em ra đi làm luôn á. Cái công việc của em á, nó không có thể nào mà ra ngoài tiếp xúc được với nhiều mối quan hệ, cũng như gặp nhiều bạn trai khác á. Nên em cũng chưa có tìm hiểu được ai. Nhưng mà 22 tuổi thì cũng còn khá trẻ. Dạ, nếu như rồi. Em nghĩ hôm nay mà mình tìm được một người bạn trai đó, thì theo như cái kế hoạch của em thì tới bao nhiêu tuổi thì em sẽ kết hôn? Em thì không có kế hoạch cụ thể lắm. Nếu mà hai trái tim chúng ta rung động với nhau thì có thể là 1 năm, 2 năm hoặc là xa hơn cũng được. Đó, mình phải hỏi cái đó. Nhiều khi mình muốn tìm hiểu thì mình dạ. Chưa có muốn kết hôn, thì nhiều khi anh bên kia anh muốn rồi thì tội ảnh, dạ, hỏi thì... luôn. Dạ. Rồi, mời bạn trai bên kia, mình thì tình trường sao? Dạ, tình trường của em thì hiện tại thì em có một mối tình chính thức. Đó là từ thời em học cấp 3. Là mối tình kéo dài được khoảng tầm 3 năm ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nói về hiện tại đi. Dạ. Bạn gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả bạn? Em thì cũng không có tiêu chuẩn gì cao lắm. Bạn em là không hút thuốc, không uống rượu bia nhiều, không gia trưởng. Em thì không thích bạn em có bụng bia hay là bị hói hay gì đó. Mức độ anh Quyền Linh thì được. Có anh được hả? Dạ. Anh mà cái hói là anh ban qua liền vậy đó. Dạ, chào anh gái dễ thương. Ha. Mấy người hói người ta cũng dễ thương lắm chứ Phụ. Dạ. Lý do gì em không có cảm tình với người hói là sao? Cảm thấy không thích lắm thôi chứ. Bây giờ không thí dụ em lấy ông chồng nó về, xong rồi á, lúc đầu chưa hói, về em đi ông quá không thời gian, con cái cơ máu gạo tiền, ông suy nghĩ quá, ông hói ông là em bỏ ông. Dạ không phải, đó chỉ là tiêu chuẩn nhất thời thôi anh. Đó không phải là khẳng định. Khi mà mình đã thích, đã thương thật sự rồi thì người đó có như thế nào thì mình vẫn thương người đó thôi. Người hói dễ thương lắm. Người hói người ta cũng đẹp trai, hói thông minh, hói giàu có, hói giỏi giang. Nói chung là hói đủ thứ cái tiêu chuẩn gọi là tốt hết trơn á ha. Dạ. Thôi bây giờ là em tưởng tượng anh chàng bên đây thế nào? Là một người nghe cũng có vẻ là chững chạc và cũng có vẻ hiền. Đúng rồi, hiền. Dạ. Hiền lắm, mà có thể là em lanh hơn ảnh luôn đó. Thôi được rồi đó, cô bên đây xinh lắm, anh chịu đàn gái rồi đó. Dạ cảm ơn anh. Nếu như mà trường hợp mà ví dụ lấy nhau á, thời gian quen biết thì anh xuống đây anh chăm sóc em. Dạ. Nhưng mà khi mình tính tới kết hôn đó thì em phải về Bình Dương em sống, em đồng ý không? Dạ thì em vẫn đang sống xa nhà nên là em vẫn đồng ý. Ở đâu miễn có công việc làm, có người yêu thương cho mình là được ha. Dạ đúng rồi, vậy tôi yên tâm. Dạ chào chị. Rồi chào em. Bên đây bạn gái dễ thương, bạn trai cũng rất là dễ thương luôn. Có cái điều gì mà em thật sự em không có thích ở người bạn gái không? Em không thích giả dối đâu ạ. Bạn gái là có một cuộc hẹn với lại bạn khác, ví dụ như là bạn học cùng hoặc là bạn chơi cùng,
muốn đi chơi ấy, thì phải nói rõ với mình. Khi mà em gọi điện hoặc là nhắn tin thì có thể là nghe. Khi cảm giác yêu thì sợ mất đối phương ấy chị. Nên là em rất là sợ nói dối. Dạ anh yên tâm, anh là người rất thẳng thắn. Như vậy em có vẻ cũng là hơi ghen đúng không? Cũng hơi thôi ạ. Tại vì yêu là phải ghen thôi ạ. Dạ. Mà ghen đúng nha, đừng ghen bóng ghen gió hoài là mệt không, người không, mệt mình nữa. Dạ. Em định hướng là em sẽ ở lập nghiệp ở trong này luôn hay là có định sau này về quê không em? Dạ định hướng của em là em làm việc và sống ở trong này luôn ạ. Thì hiện tại thì em cũng cố gắng tích góp thì xây một ngôi nhà đó thì cũng có thể là đón ba mẹ em vào đây ở chung. À dạ. Tốt quá. Kế hoạch thì em muốn bao lâu nữa thì mình yên bề gia thất? Khoảng tầm 1 đến 2 năm nữa. 1, 2 năm. Hai bạn này trẻ nhưng mà khi mà trò chuyện thì Tường có cảm giác là hai bạn rất là chín chắn trong suy nghĩ. Nhưng mà em trai em có cái hình mẫu lý tưởng bạn gái của mình không? Cao 1m55 trở lên, cân đối dễ nhìn hoặc là có một nụ cười duyên. Cười duyên hả? Dạ, vâng. Nụ cười kia tươi lắm đó. Em không dạ. biết là có duyên hay không nữa. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân nha. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ, hôm nay thì em đi với một chị bạn đồng nghiệp của em. Em chào chị. Chào anh Quyền Linh. Chào, chào chị Cát Tường và chào các bạn trong trường quay ạ. Em tên là Hải Oanh. Nãy giờ thì nghe hai bạn trao đổi, chia sẻ với nhau thì cũng thấy là hai bạn cũng khá là vui tính nè, dễ thương. Chị mong là trong thời gian tới thì hai em sẽ là một cặp đôi tiếp theo mà chương trình ghép cặp thành công ha. Thì cảm ơn chị. Em đi với anh trai. Dạ hôm nay em đi với lại chị gái em và hai chị đồng nghiệp. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường ạ. Yeah. Chào quý vị khán giả trong trường quay và quý vị đang xem đài. Chào em. Bạn gái bên này thì trẻ trung này, xinh đẹp, năng động. Chị thấy thì chị ok đó. Nếu như được thì hai em cho nhau cơ hội tìm hiểu. Cảm ơn chị. Bây giờ là thời gian hai bạn gặp gỡ nhau nha. Yeah. Nào, mở rào. Dạ, em chào anh ạ. Nãy giờ sau bước đem hoa thì không biết là những gì mà anh nghe về giọng nói của em thì anh có liên tưởng đến em hay không? Thực ra thì anh cũng tưởng tượng được một đôi phần rồi. Nhưng mà khi mà gặp em thì anh thấy em rất là xinh đẹp. Và kèm theo đó là dạ, có anh. Một nụ cười rất là duyên. Anh cảm rất là thích. Anh. Được bao nhiêu phần trăm trong tưởng tượng của anh nhỉ? Nói về mà tính cách hay là con người á, thì em có cái tính cách thẳng tính. Có một số nhược điểm cũng giống như anh. Anh có thể là anh hơi nóng tính. Nóng tính nhất của anh là đến mức độ nào anh? Ngày trước khi mà anh còn đi học ra thì cái tính nó hơi nông nổi á. Sau khi mà rèn luyện và làm việc có lẽ là anh điềm đạm hơn. Thì em nghĩ anh học y thì chắc chắn là anh cũng sẽ có một chút điềm đạm hơn em rồi. Thì đôi khi em cũng vậy như có một chút tính con nít ở trong nó. Không biết là anh có chịu đựng được hay không? Cái đó thì thực ra anh nghĩ là con gái mà điệu đà hoặc là trẻ con nhõng nhẽo, anh nghĩ là anh có thể là đã chiều được cái tính đó của em. Dạ. Nếu mà trong cái thời gian mà quen nhau á thì em có thể dành bao nhiêu thời gian? Em với anh đều có thể luân phiên sắp xếp thời gian. Thì đúng rồi, đó là phù hợp cho hai người. Anh mong rằng chúng ta sẽ dành nhiều thời gian cho nhau hơn thì không dạ. không bất kể một ngày nào đó cả. Nghĩa dạ. là lúc nào mà em cần anh thì anh sẵn sàng, anh có mặt. Thì em cũng rất hy vọng điều đó. Bây giờ tôi thấy hai bạn bây giờ nói chuyện rất là hợp đó. Bây giờ thử cái này coi nó hợp không nha. Dạ. Hai mình tìm bài nào hát chung thử coi được không? Em hát được bài Điều Anh Muốn Nói không? Anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời. Anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó. Nhưng anh sẽ hứa anh yêu em thật nhiều. Yêu em không cần lý do. Hãy cứ để anh sống với những mong chờ. Muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh yêu em chỉ vậy thôi. Người ta là... kêu tìm cái bài song ca rồi tự nhiên ông vừa hỏi ta sao ông hát luôn vậy đó. Nhưng mà tôi khoái vậy nè. Dạ. nãy chị qua chị coi cái rèm á, em ngồi khòng cái lưng chị, em có thấy cái tướng em đẹp, em đứng lên cho người ta thấy cái body em đẹp chút coi. Đó, đẹp không em? Dạ đẹp. Đó, giờ em test em kiểm tra coi anh có đủ sức khỏe không. Đó, em rồi cái em cảm nhận chị? Em, chị biết mà, chị biết gu em mà đó, em cứ kiểm tra đi. Dạ, em thấy là hợp với em á chị. Hợp ý đúng không? Thoải mái đi em. Thoải mái đi. Dạ, anh học y thì chắc em nghĩ là sức khỏe anh cũng tốt rồi chị. Ổn rồi phải không? Dạ. Đó, bây giờ hai người nắm tay nhau. Đẹp đôi quá mà. Không thể song ca được với anh nhưng mà em cũng có một vài câu hát để hát tặng anh. Tự nhiên bối rối quá. Bối rối quá hả? Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế.
Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em lại được ở bên anh. Bây giờ chúng ta suy nghĩ cho thật kỹ trong vòng 15 giây để xem cái người đối diện thế nào. Sau đó chúng ta sẽ nói những cái gì mà ta đang suy nghĩ tận đáy lòng của mình nha. Về cái nhìn đầu tiên á, ấn tượng của em cũng đối với anh rất là tốt. Em cũng rất là thích. Em hy vọng á, là chúng ta cho nhau một cơ hội để tìm hiểu sâu hơn, để biết được rằng chúng ta có thể đi về lâu về dài với nhau hay không. Nếu mà em có ý như thế thì anh cũng không thể nào mà từ chối được, mà anh cũng... Nếu em có ý như thế thì anh không mời từ chối được. Nghe sao chứ, em phải nói là ý của em chứ. Nếu quay không ý gì hết thì em sẽ nói gì? Thực ra thì anh thấy em rất là xinh đẹp và có một cái cá tính rất là có thể là mạnh mẽ, nhưng mà trong đó thì không thể thiếu được cái phần nữ tính. Bấy lâu nay thì anh cũng đang thiếu người mà lo chở lắng cho anh. Anh mong rằng là em sẽ có thể bù đắp lại cho anh cái nó. Đó, hay nói quá. Vậy mới được chứ. Vâng, em hy vọng em sẽ làm tốt điều đó. Nói hay thế, tự nhiên nếu em như thế thì anh cũng đồng ý. Rồi thôi được rồi, câu vậy hay lắm rồi. Để tay nút bấm đi em. Có thể là hai con tim đã cùng chung nhịp đập từ nãy giờ rồi đấy. Một người rất là hiền lành, một người cũng rất là mạnh mẽ. Chúng ta bổ sung cho nhau rất nhiều đó nha. Chuẩn bị, 3 tiếng đếm sẽ quyết định điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Và em. Nào, nắm tay nhau. Hãy chăm sóc y tế cho cô ấy thật tốt nha. Dạ. Hai bạn ấy hợp đôi lắm. Cái gì đây? Dạ, tay nghe. Ủa? Rồi em đeo cho em nghe nhịp tim của cổ giùm cho anh, giùm cho chị giờ coi cổ khỏe không? Nãy giờ em, sao? Em có thể cảm nhận trái tim anh được không? Ủa? Trời ơi. Nghe gì không? Dạ có, trái tim anh đập rất là nhanh ạ. Em có thể cho anh được bày tỏ cái tình cảm của anh với em được không? Dạ được ạ. Không, người ta rất là ngọt ngào, sâu lắng, nụ hôn nó cũng tự nhiên. Những chiếc vé xem phim để dành cho các bạn đến cùng đập Cinebox 212 để chiến thắng để xem phim nha và tìm hiểu nhau. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Tặng các bạn một bộ sản phẩm chăm sóc da do công ty mỹ phẩm Princess Beauty sản xuất và phân phối. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì một chiếc TV Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc sẽ nằm trong ngôi nhà của hai bạn. Mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio ở tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Và nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ được nhận một máy lọc nước Yakio trị giá 8.690.000 đồng. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Yakio Việt Nam. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Dạ. Nhớ nắm tay nhau nha. Thật chặt, đừng buông ra nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xem truyền hình á, trai đẹp nhiều lắm thì cũng có thích. Không lăng nhăng ạ. Nếu mà anh lăng nhăng em có giờ lâu em. Nếu anh đến giờ đâu. Tướng số ngày xưa em có học qua mà giờ em coi quá rồi cuối cùng không chọn ai luôn. Tại vì em nhìn thấy ai cũng xấu tướng. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Rồi, thôi đi bạn. Rồi, mời bạn gái giới thiệu mình đi nè. Dạ, em tên là Nguyễn Trần Kim Ái. Năm nay là 30 tuổi. Nhà em thì ở thành phố Hồ Chí Minh và em đang làm việc trong phòng tài chính kế toán tại Bà Rịa Vũng Tàu. Mỗi ngày đi về về hả em? Tại vì bên em có xe đưa đón hàng ngày á chị. Ừ. Mời bạn trai. Dạ, chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường và bạn gái bên kia ha. Rồi, chào bạn. Em tên Trần Hương Bình. Năm nay 39 tuổi, đang làm công việc về sáng tạo và kinh doanh. Sáng tạo là sao Bình? Em chế những cái sản phẩm mới. Em có một sản phẩm bán ra thị trường luôn rồi.
là một bộ ghế với bàn đa năng cho anh nằm, anh ngồi, nhưng mà nó xếp lại như cái vali à. Bạn gái, bạn hãy nói cho bạn trai biết mình có những ưu khuyết điểm như thế nào. Dạ, em khá là có trách nhiệm, quan tâm đến gia đình. Còn khuyết điểm? Em sợ rắn chị. Rắn thì ai mà không sợ, có gì nữa không? Dạ, em hơi bị cầu toàn. Cầu toàn thì cũng tốt chứ. Nhưng mà đôi khi nó cũng... Ôi, cầu toàn quá mức, dạ, cũng gây trở ngại đúng không? Thực ra nói về ưu điểm hay khuyết điểm á, nó không quan trọng. Cái mà em cần suy nghĩ rất là, thứ nhất phải biết lắng nghe, thứ hai là biết sửa chữa. Không, nói sửa chữa không đúng, là biết thay đổi thôi, chứ chắc là sai. Nhưng mà mình thay đổi cho hợp với cái môi trường mình cần. Đúng rồi. Và thứ ba, đừng có để bụng. Nhiều khi người ta nói mình để bụng, mình chưa sửa được gì hết đó, mà mình đã lo, mà mình chửi người ta rồi, không để được. Để bụng mình ghét ta. Tức là ghét người ta thôi. Bởi vậy nên chỉ cần ba quan điểm đó, và đời sống gia đình cần ba quan điểm đó luôn. Đúng. Em có cái tật xấu gì không? Thật ra các tật xấu em thường em biến nó thành cái cơ hội. Ví dụ ngày xưa em là người rất nóng tính. Mỗi lần nóng tính nó có một cái khí nâng đồ đan điền nó lên người mình thấy rõ luôn. Và em nhờ cái đó em kiểm soát được cái cảm xúc của mình. Lúc đó em đi ra ngoài, cái bà vé số mình để xe trước của bà đó, bà ngồi bà chửi mình. Mình nhìn bà nói, ủa sao bà này cái miệng bà chửi mình dễ thương thế. Ha, hay, cái này hay. Đó. Cái này rất hay. Anh nghĩ anh sẽ thử làm cái điều này. Thử xem ai chửi mình cứ nói trời dễ thương quá. Như vậy mình yên tâm rồi. Và mình biết được sử dụng cái nóng tính của mình để làm một cái thế mạnh. Thì anh thấy cũng rất là hay, nhưng đừng hại gì người khác cả. Đúng rồi. Ô, bạn gái, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em chưa có mối tình nào hết anh Quyền Linh ơi. Ồ, không lẽ trong suốt khoảng thời gian từ trưởng thành đến bây giờ không có rung động trước một anh chàng nào sao? Dạ có, em xem truyền hình á, trai đẹp nhiều lắm thì cũng có thích. Thấy người ta hôn nhau trong phim, em có trong người em có khó chịu không? Dạ cũng có. Cũng có. Vậy là mình chưa có nụ hôn đầu đời nào hết đúng không? Dạ. Em cảm giác thế nào khi mà cô gái đó 30 tuổi mà chưa được một lần hôn, một lần nắm tay, chứ mối tình nào hết? Vậy thì giờ có muốn chưa đã? Bây giờ muốn chưa? Đó, dạ, anh hỏi. Muốn rồi thì em mới ở đây. Thật sự em cũng bị trường hợp đó, là không có sự muốn, vậy em bị đam mê cuốn. À, tức em lo cái khát vọng, cái đam mê của mình nhiều thôi. Khi em có nhiều cơ hội rồi, cuối cùng mấy cô đó cũng đi lấy chồng hết rồi, vẫn chưa thấy tin mình. Có một mối tình nào mà sâu đậm chưa? Cái mối tình đó nó cũng hơi lãng xẹt. Có nghĩa là cái cô đó, thực ra mình không thấy đẹp chỗ nào hết. Mà cái anh bạn trong nhóm đó, nó cố nó đẹp. Thế là trong lần đi chơi mình nói, người ta nói đẹp thì mình cua thử. Thế là cua thành công. Thì hai đứa đi chơi một thời gian em thấy đẹp thiệt. Có nghĩa rằng là bản thân mình hấp dẫn người đó bởi vì rằng mình có thời gian và mình yêu thương người đó, mình thấy đẹp. Chứ không phải cần người đó đẹp thật sự. Rồi thôi bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ bạn gái, bạn muốn tìm cái mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào vậy? Thưa anh Quyền Linh, là chỉ cần cao từ 1m65 trở lên, có trách nhiệm, biết quan tâm đến gia đình, cầu tiến và có lập trường ạ. Dạ anh đủ á. Thấy đủ đó, bây giờ đủ có đủ cái nào khó không em? Có gì khó nói luôn đi, anh biết cách thay đổi mà. Nói luôn đi, em không thích cái gì người đàn ông dạ, nói luôn. Em không thích thì hơi nhiều một chút xíu nha anh. Không thích hút thuốc. Anh từ trước giờ không hút thuốc. Hay thử quá. Mà không được. Vậy hay quá. Cái thứ hai á là em không thích nhậu nhẹt nhiều. Anh hoàn toàn không thích các cuộc nhậu. Anh thích là người thuộc về đời sống gia đình. Vậy thì quá tốt rồi anh. Em không thích người gia trưởng. Gia trưởng với các cháu anh á, anh nói một câu phải nghe, nhưng anh cho phép quyền tranh luận và anh cũng ít sử dụng quyền nói một tiếng nghe. Thì trong đời sống gia đình anh hy vọng là mình biết lắng nghe nhau. Em cũng đồng ý với anh. Cho em nói thêm cái thứ tư là không lăng nhăng ạ. Nếu mà anh lăng nhăng anh có vợ lâu em. Nếu anh đến giờ đâu. Không, nhiều khi anh lăng nhăng nhưng mà anh vẫn chưa muốn có vợ. Anh có lăng nhăng nhưng mà lăng nó riêng, nhăng nó riêng. Nhưng mà em đam mê công việc quá, bây giờ em có thời gian để chăm sóc cho bạn gái không? Trong cái giai đoạn này là giai đoạn chốt của em. Em đang kêu gọi vốn. Tại vì em có hai công việc, một công việc phụ, một công việc chính. Thì chỉ cần em gọi vốn xong là công việc chính em chạy thì thời gian em khá nhiều. Công việc phụ và công việc chính là gì ạ? Thực ra anh phải giới thiệu một cái là ngày xưa anh làm bên công ty đấu giá. Dạ. Bên đó thu nhập cũng rất là cao. Rồi xong rồi tự nhiên Tết năm ngoái mất 20 triệu. Em tức quá, em nói tại sao mình để mất 20 triệu. Thế là em quyết định là mình phải làm một công việc phụ để lấy lại 20 triệu đó. Chứ không phải là mình cần tiền mà phạt mình thôi. Thế là em đăng ký chạy Grab. Chạy Grab đúng 2 tháng lấy được 20 triệu lại. Trời ơi, chạy Grab gì mà 2 tháng được 200 triệu. 200 triệu. Bên kia tôi nghe chạy Grab mà 200 triệu. Em nghĩ là sắp xếp công việc của em bao lâu thì em sẽ tiến tới được với bên nhà gái? Trong năm sau thôi. Thiên thời là nhân hòa em có đủ hết rồi. Lấy nhau về thì mình sẽ sinh sống ở đâu?
Hiện nay là em có nhà của ba mẹ ở ngay quận 3 đó. Nhưng mà thực sự ra em không muốn ở đó. Khi lập gia đình, khi có tài chính tốt, em sẽ thuê một căn hộ cao cấp. Em có một cái tư duy rằng không mua nhà, tại vì cái tiền mình đầu tư á, nó lợi hơn nhiều so với mua nhà. Tại sao mình uổng tiền vào đó? Mình thuê một căn hộ khoảng 10-15 triệu, còn bao nhiêu cho vốn thì mình mở những cái dạng đầu tư là nhuận cao hơn nhiều. Đó cũng là một cách suy nghĩ. Nhiều khi phụ nữ người ta lại thích là phải có cái nhà cái đã rồi mình mới yên tâm. Nhưng mà nhiều khi đàn ông người ta kinh doanh, người ta muốn mạo hiểm, muốn phát triển thì cũng được. Thôi tùy hai bạn trao đổi với nhau thôi. Bạn trai, bạn muốn mẫu người lý tưởng như thế nào? Em có bốn cái giai đoạn đưa ra để chọn một cô gái. Thứ nhất, nhìn cái vẻ ngoài á, em thấy thương. Thương vẻ ngoài nó có ba phần, là thứ nhất á, là cái khuôn mặt, cái hình dáng làm người ta thấy thương thì cái đó ai cũng dễ nhìn rồi. Thứ hai là thần thái, cái thần thái còn quan trọng hơn cả bề ngoài nữa. Và thứ ba là tướng số. Tướng số ngày xưa em có học qua mà giờ em coi quá rồi, cuối cùng không chọn ai luôn, tại vì em nhìn thấy ai cũng xấu tướng hết. Cuối cùng em buộc bỏ hết hoàn toàn suy nghĩ. Có thể lập gia đình xong em sẽ mở sách ra em coi lại. Mà em nhìn ai em cũng thấy người ta xấu tướng hết trơn hả? Bởi vậy em mới phải bỏ cái coi tướng đi á. Bỏ cái đó bỏ đi rồi ha, để coi cái thần thái sao. Ô, chào thần thái giùm em á. Bây giờ em đánh giá thế nào về chàng trai bên đây? Dạ, em thấy anh á, suy nghĩ cũng khá là giống em. Nhưng mà không biết là anh có hơi khó không? Thực ra anh không phải người khó tính. Đã nói là người đơn giản, có nghĩa cái gì đơn giản là anh thích nhất à. Vấn đề là do cái thần thái hai bên gặp nhau thôi. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi ý kiến người thân nha. Bạn gái đi với ai nè? Dạ, em đi với mẹ dì với lại anh họ. Rồi, chào cô. Dạ, chào cô ạ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường. Dạ. Xin chào bạn Nam và quý vị khán giả. Tôi tên là Trần Thị Sửu, mẹ của bạn gái. Tôi nhận thấy là bạn trai có vẻ hơi khó tính. Thì không biết là sau này như thế nào. Thì giờ trước mắt là mong là hai con cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Tôi xin hết. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Rồi, anh trai đi với ai? Dạ, em đi với em gái của em. Rồi, chào em. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường ạ. Chào bạn gái. Như hồi nãy nghe bác mẹ của chị có nói là anh Bình khó tính á, thì cho mình được làm luật sư của anh trai mình một xíu. Từ nhỏ lớn mình biết cái chia sẻ của ảnh là ảnh không có che dịch hay che đậy. Nếu tôi có xấu thì tôi cũng show ra để xem coi là bạn có chấp nhận được không. Và anh không nhậu, không hút thuốc lá là thật sự 100%. Cuộc đời của anh Bình á, rất là thú vị, bởi vì ảnh là người dám đi trên con đường mà mình lựa chọn. Cái đó là cái lúc nào mình cũng rất là phục ảnh. Anh Bình là người rất là cầu thị. Tức là ngày hôm nay anh có thể có khuyết điểm, nhưng mà anh lắng nghe. Có thể là lúc anh lắng nghe anh bực mình, anh cãi hoặc là anh không có hài lòng. Nhưng sau đó anh suy nghĩ lại, và càng lúc mình càng thấy anh có một cái bước tiến trong cái cuộc đời cá nhân hoặc là trong cái công việc của anh. Chị thì là làm về tài chính kế toán, còn anh Bình thì có thể coi là một cái dạng startup. Nó rất là nhiều cái thách thức. Bản thân mình cũng đã làm, mình biết cái công việc tài chính kế toán nó ổn định, và đôi khi nó đòi hỏi cái độ chính xác, cẩn thận, tỉ mỉ rất cao, và nó cũng hơi tẻ nhạt. Cái đó là cái điểm khác giữa anh Bình với lại chị. Nhưng mà mình nghĩ á, khi mà hai người đến với nhau, cho nhau cơ hội á, thì nó sẽ rất thú vị, vì hai bức tranh khác nhau ghép lại, cuộc sống mình nó sẽ đa dạng hơn. Dạ, em rồi, cảm ơn em. Em có lực sư quá giỏi. Nếu như có cơ hội thì Bình sẽ là một cái con người phát triển rất là tốt. Anh tin rằng là hai bạn gặp nhau sẽ tạo ra nhiều cái màu sắc, nhiều cái cảm xúc rất là thú vị ha. Chúc may mắn. Thật ra ăn thua cũng là tùy cảm xúc của mình thôi. Để anh giới thiệu về mình qua một món quà. Anh tặng em một cục đá. Đây là một hòn đá tự nhiên thôi, lượm ngoài sông, ngoài suối, ngoài biển đầy hết. Nó đơn giản như anh, và nó cứng rắn và nó chắc chắn. Nó sẽ là một điểm tựa cho em rất là tốt. Nó có những đường vân nữa, bạn nhìn rõ. Đó là truyền của tự nhiên. Dạ. Truyền của anh là đưa nó một cái nút nhấn. Nhấn vào và em sẽ nhận được hương yêu thương. Em thấy hương này hợp với em không? Dạ, cũng khá là dễ chịu. Em cảm ơn anh. Cái này chắc tặng anh chứ gì. Dạ, cầm đúng rồi, tặng cái này em tặng anh ạ. Cảm ơn em. Lần đầu tiên gặp bạn gái thì em cảm nhận như thế nào về người đối diện? Em cảm nhận về thần thái nhiều hơn. Gương mặt á, nó tươi, nó thể hiện một cái sự thoải mái của cuộc sống. Nhưng mà ánh mắt còn hơi yếu. Thật ra những người mắt nhỏ đó là một điểm yếu. Ê, anh cũng mắt nhỏ, em mắt nhỏ. Có thể là bị cận anh. Dạ, em thấy anh cũng có một số điểm tương đồng với em. Anh có một cái quan điểm về gia đình. Thứ nhất là mâu thuẫn để phát triển. Em nghĩ vậy không? Cũng mâu thuẫn thả để phát triển. Đừng có sợ mâu thuẫn. Cứ nói ra những gì mà mình thấy sai mình cứ nói. Cuộc sống mình sẽ thay đổi dần mà mình phát triển. Và thứ hai đó, hành động phải hơn tâm một chút xíu. Ví dụ anh thương ba anh lắm, ba anh ở bên Đức. Anh tiễn ba anh ra phi trường.
anh đưa ba anh ra tận xe taxi, không đi chung. Khi đó là yêu thương vừa đủ hành động bằng với tâm. Những hành động hơn tâm là gì? Nếu anh chịu khó anh đứng lại, anh nhìn cái xe taxi rời khỏi tầm mắt, đó là hơn tâm. Sau này nó sẽ hơn nữa anh lên taxi đi với ba anh ra phi trường, hơn nữa anh dám vô phi trường. Còn nếu anh không làm thêm hành động để hơn tâm thì không bao giờ tình yêu anh nâng lên được hết. Bây giờ chị nghĩ nè, trò chuyện hoài cũng hết nữa. Đúng rồi. Thay đổi không khí, em hát tặng anh ấy một bài hát đi. Rồi chúng ta quyết định có bấm nút hay không. Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again. I see the light of love in your eyes. Love is forever, no more goodbye. Quá hay luôn á. Quá hay. Mình muốn về anh đánh đàn cho em hát. Anh Bình ở đây á, một con người về trong tình yêu á, thì nó chưa được đạt, nhưng mà để một con người phân tích công việc làm ăn á thì anh Bình hơi bị giỏi. Hai người dựa vào nhau thì anh nghĩ cái sự phát triển của Bình rất là ok ha, làm ăn kinh tế tất cả mọi thứ rất là tốt. Như về tình yêu thì hãy để em lo, anh nghĩ là như vậy. Bấm vì trái tim của mình, chuẩn bị, hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Không ai bấm cả. Em xin lỗi, tại vì em cảm thấy là em chưa có hợp với anh cho lắm. Còn em trai, thực ra em bấm nhưng mà bấm chậm hay sao á? Đó cũng là cái duyên thưa quý vị. Có bấm nhưng nó cũng không cháy đèn. Biết đâu có những người đang xem chương trình sẽ bấm nút cho anh, sẽ bấm nút cho em. Chúc hai người sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Dạ, em cảm ơn chị. Đây là cặp gối của Cao Su Đồng Phú thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam gửi tặng các bạn. Phần quà dành cho mỗi bạn là phiếu mua hàng thời trang cao cấp từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Tặng bạn một bộ sản phẩm chăm sóc da do công ty mỹ phẩm Princess Beauty sản xuất và phân phối. Mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio ở tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Chúc cho dự án thành công rực rỡ Bình nha. Rồi, chúc mừng hai bạn. Cố gắng nha, không sao cả. Dạ, cảm ơn chị. Rất tiếc là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng vẫn chưa có chủ nhân. Mời khán thính giả theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản radio trên sóng VOH của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên tần số FM 99.9 MHz. Và bây giờ thì khán giả xem truyền hình cũng có thể nhận được quà tặng, đó là một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng nếu như trả lời được câu hỏi trên fanpage chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò của chúng tôi. Và ngay bây giờ, ngay tại phim trường thì cũng sẽ có một phần quà đặc biệt, cũng là một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng. Quý vị ơi, 61. Một chiếc Smart TV 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng đến từ thương hiệu Akino. Rồi, chúc mừng. Một lần nữa tôi xin thông báo là tôi có upline Bạn Mới Hẹn Hò tại thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào mỗi tuần nha quý vị, thứ bảy và chủ nhật. Nếu như ai chưa tìm được nửa yêu thương của mình thì hãy vào fanpage hoặc là địa chỉ đang chạy trên màn hình để chúng ta có thể gặp mặt trong một buổi upline của Bạn Muốn Hẹn Hò. Đó là những niềm vui từ chương trình Bạn Mới Hẹn Hò. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cũng có thể theo dõi lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và là cổng thông tin Love TV quý vị nhé. Và một lần nữa cảm ơn nhãn hàng Max Hair viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ cho chương trình. Cái tường anh Quỳnh Linh xin chào và hẹn gặp lại. Giận mà năn nỉ một hai lần mà bạn gái không hết giận là không biết năn nỉ luôn.
Em cũng quạo lúc mà em ngủ mà ai ồn ào, với lại em đói bụng em cũng quạo nữa. Cho ăn cho ngủ đầy đủ là không sao ha. Mẹ em nói giờ là em ế nhẹ luôn à. Bà nói ế mà ngày nào bà cũng tụng kinh, bà kêu ráng kiếm vợ đi, ráng kiếm vợ đi, nghe mà nhức đầu muốn chết. Nghe trắng em nghĩ là chắc không men đâu mà em. Em thì em ném rớt đẹp hơn nó trong lòng. Đi làm về trễ rồi á, có thể nấu nướng được cho em trước được không? Được, anh nghĩ được. Nấu ăn được anh. Nấu ăn được, em lo được. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.